điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Với tổ chức nước ngoài hay cá nhân người nước ngoài muốn đầu tư vào xây dựng nhà ở Việt Nam cần có giấy chứng nhận đầu tư. Nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở. Với cá nhân hay tổ chức nước ngoài muốn sở hữu nhà ở Việt Nam cần giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được cấp phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Cá nhân người nước ngoài cần được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.